cao chưa tới 100cm, nhưng mỗi tháng kiếm 100 triệu đồng và dự định nghỉ hưu ở tuổi 30. Những gì mà Đinh Thị Lý đã làm được chính là mơ ước của rất nhiều người. Em đang làm cái công việc đó là thiết kế website cho khách hàng này, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm mạng Google, rồi chạy các dịch vụ quảng cáo Google, Facebook, rồi là viết bài PR quảng cáo cho các khách hàng doanh nghiệp. Bản thân em thì sinh ra kém may mắn như vậy thì sức khỏe thì có hạn đó. Nên em muốn là mình nghỉ hưu sớm để mình có cái thời gian chăm sóc sức khỏe, thư giãn, cũng như là đi du lịch cùng bố mẹ. Thì em cũng đã tích lũy được tài chính để cho mình có thể sống tốt sau này. Tuy nhiên là em cũng có cái thương hiệu của bản thân mình thì em muốn là đào tạo cái đội ngũ nhân viên, họ có cái thật nhiều cái năng lực để sau này khi em nghỉ thì các bạn ấy sẽ có thể quản lý cái thương hiệu cho mình. Lý sinh ra nhanh nhẹn dễ thương như bao đứa trẻ khác, nhưng bị thiếu hormone phát triển chiều cao nên đôi chân không thể dài thêm. Tuy nhiên trí tuệ, ý chí, nghị lực của em cùng tình yêu thương vô bờ bến của gia đình đã nâng bước Đinh Thị Lý đi xa hơn cả những điều mong đợi. Đẻ Lý được 3 tuổi rồi đã làm cái quán bán hàng rồi. Xong nghĩ là bây giờ con mình yếu đuối như này thì sau này thì chắc là chỉ có bán hàng rồi thì được thêm ít thu nhập, được đồng nào thì là thêm vào để ăn. Chứ như thế này thì chắc làm sao mà sau này nhớ làm ăn là rất chật vật, rất khó. Không biết rằng là Lý lại bứt phá, Lý giỏi, Lý lại công việc Lý làm tại nhà. Rồi thì cũng có nhiều nhân viên này là làm thuê cho Lý. Đấy, mừng rơi nước mắt luôn đấy. Để em nói rằng là cũng có rất nhiều những cái tấm gương, người ta có kém may mắn nhưng mà người ta cũng thành đạt. Thì bố mẹ cũng muốn là theo em đến những cái con đường mà em đã chọn.